kênh Giao thông nước Việt, kênh chia sẻ các video giao thông được camera giao thông ghi lại, để từ đó mọi người tham gia giao thông an toàn hơn. Các video có tính chất giáo dục, không mang tính kích động hay bạo lực. Tình huống càn quét thiên hạ, em mời các bác đón xem ạ. Xin vĩnh biệt cụ. Bà cô đi xe sang đường không chịu quan sát, suýt chút nữa thì bà cô ăn chuối cả nải luôn rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi. Quá ghê gớm. Và đây là Polo Pilo. Ây ra, nhìn thôi đã thấy thốn rồi các bác ạ. Đi xe mà cứ cắm mặt vào điện thoại thì chú em, báo qua báo mà. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày. Chị Ninja Lit đã sử dụng tuyệt kỹ của mình, đó là tạt đầu xe khách. Em mời các bác đón xem ạ. Hãy xem anh đi đây, anh chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, tôi chịu rồi. Sau đây là tình huống nhảy trộm xe máy trong một nốt nhạc. Em mời các bác đón xem ạ. Thấy hay các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt để đón nhận được những video mới nhất. Có ý kiến đóng góp, hãy để lại bình luận ở cuối video này ạ. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Tình huống cướp làn trắng trợn của bác xe khách. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Châu bò nhà bác nào thả ra thế, để nó kéo nhau cả đàn băng qua cao tốc như này à? Xe em bị như này thì ai chịu trách nhiệm đây?
Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Trời mưa đường trơn trượt, ấy vậy mà bác xe tải vẫn phi ầm ầm, để rồi gây tai nạn với người đi xe đạp cùng chiều, các bác ạ. À. Rồi rồi, mày xong rồi. Hey, kinh kịch kinh kịch, hey, kinh kịch kinh kịch, hey. Tình huống xe con sang đường không chịu quan sát và cái kết, em mời các bác xem hết video ạ. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Đi đâu mà vội vàng thế bác đi xe máy, chắc bác thích ngắm gà khỏa thân đây mà. Kênh Giao thông nước Việt, kênh chia sẻ những video được camera giao thông ghi lại. Các video có tính chất giáo dục, không mang tính chất bạo lực hay kích động. Mong rằng mọi người khi xem video sẽ tham gia giao thông an toàn hơn. Kênh Giao thông nước Việt chúc các bác lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bác đã xem kênh Giao thông nước Việt. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Có gì góp ý các bác để lại bình luận bên dưới video nha.